Vâng, Khi xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Talk Show Thương mại. Thưa quý vị, massage chair là một phương thức vật lý trị liệu và hiện nay đã được rất nhiều gia đình đang tin dùng. Ngày hôm nay, Vân Khương xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Dr. Weiner cùng với anh Michael Nguyễn là những chuyên gia về massage chair đến từ công ty Massage Chair Relief. Và thưa quý vị, một lần nữa Vân Khương xin giới thiệu Dr. Weiner. Xin mời Dr. Weiner hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Please, Dr. Weiner, could you please say hi to the audience? Well, xin chào quý vị, xin chào chị Văn Quân. That's really nice of you, thank you. Và mời anh Michael Nguyễn hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, kính chào quý vị. Tôi là Michael Nguyễn, là Store Manager ở Massage Chair Relief. Kính chào chị Văn Quân. It's very nice to have you both here to tell us more about the massage chair that you have in your store. The first question I would like to ask Dr. Weiner, just please tell us a little bit about yourself, your background, as well as how you got into the business of massage chair. Well, originally, I'm from Canada originally, and I went to chiropractic college in Los Angeles College of Chiropractic in Whittier. And after graduating, we moved to Utah and set up a practice there. For 17 years, I practiced. And then I started a website back in 2005 just to try to earn a little extra income for our family, and it was the massage chair website. And it became quite successful. Our first full year, we decided that we had enough success after 1 year that we realized we needed to get out of chiropractic and do the massage chairs full time. So that's what we did. So in 2008, I sold the practice and we opened up a little showroom in Salt Lake City. And now, in 2015, just last November, we opened up a second store here in California. And so wow. It's really grown quite a bit. What a journey. Yeah, it's been fun. It's been terribly fun. All right. I've heard so much about your store, but since we're here on Vietface TV and we're dealing with Vietnamese audiences, could you tell us if you have any Vietnamese salesperson at your store? Yes, actually, we have Michael Nguyen, who is our store manager. And, who's also here. And who also speaks Vietnamese, so you don't have to listen to my English anymore. But Michael is our store manager, and he is our kind of our chief salesperson at the store. That's awesome. Vậy thank you very much, doctor. Vậy thì anh Michael có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả được không? Dạ, yeah, kính chào quý vị. Tôi là Michael Nguyễn, là Store Manager ở Massage Chair Relief ở Cerritos. Oh, so vẫn có những cái chi nhánh ở Cerritos phải không anh Michael? And let me ask Dr. Weiner, can you tell us more about your showrooms in Cerritos in California, as well as what makes you or sets you separate from other company? Well, sure. First of all, this business model that we have of all the major name brands of massage chairs under one roof is very unique. And I didn't realize that when I first started the business. It just has turned out to be the only store of its kind in the country. Oh, wow. And so now we have this store here in Cerritos, mm-hmm. which is bigger and better than the one we have in Utah, but and has more models. But this has been a very unique business model. We have 16 to 20 different models in the store. We have Japanese chairs, 100% Japanese chairs. We have Chinese chairs. We have American-made chairs. We have a wide selection of chairs, and it's a very unique place. So it's right here in Southern California's backyard now. Very close to us. Yeah. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Dr. Weiner vừa chia sẻ với chúng ta là có những cái showroom ở Cerritos cũng như là ở gần đây ở Southern, ở Nam Cali. Cho nên nếu mà quý vị cần thì quý vị vẫn có thể liên lạc anh Michael Nguyễn để anh Michael Nguyễn có thể hướng dẫn quý vị cách mua những cái massage chair nào tốt nhất cho gia đình của quý vị. Và câu hỏi cuối cùng Vân Khương cũng muốn xin được hỏi Dr. Weiner, đó là được biết là Dr. Weiner có những cái service rất là đặc biệt tại công ty của Dr. Weiner. Vậy thì cho phép Vân Khương được hỏi là what are the special services that set you unique, set your company unique from other companies, and only your company can offer? Well, first of all, we have a 90-day money-back guarantee. No questions asked, no hassle. If you want to return your chair, you have 90 days to do it. And in Southern California, we will pick it up, and the return shipping is free. Around the rest of the country, we pay for half the return shipping. Mm-hmm. So 90 days, most companies have 30 days. Most have, you have to pay all the shipping. Mm-hmm. We take care of that for you. Also, we offer a free lifetime labor warranty on all mm-hmm. of our chairs. So mm-hmm. after the factory warranty is expired, and all chairs have a factory warranty of either 1 to 3 years,
we will provide labor, we'll provide techs, a technician to come out and repair your chair after the original warranty expires. And we do that for as long as you own the chair, for every chair model that we carry. That's so awesome. Since we're on TV with the Southern California people, would you tell me what would be the special services that you give to the Southern California? Well, yes, as I mentioned, for our local customers, we do offer free refunds if you want to return your chair within the 90-day period. But also, we'll do free white glove delivery. So when you order your chair, we will bring it to your home and set it up. That's usually a $200 offer. We do it for free for our local people. Also, if you want to move your chair, let's say to another room in your house or to another house altogether within the local area, we will do that free of charge for you for as long as you own the chair. That's so awesome. Vâng, và can I ask Michael several questions? Oh, please. Yeah, he's been very quiet over there, but I know he has a lot to deliver. Anh Michael, Vân Khương có thể hỏi là nếu mà người Việt Nam, nếu mà bước vào cái store của anh thì anh có thể cho những cái khuyến mãi nào đặc biệt đến cho những vị khách của chúng ta hay không? Dạ, quý vị có thể liên lạc với Michael. Và anh sẽ cho những người Việt Nam đến mua những cái giá cũng như là những cái khuyến mại đặc biệt, có phải không ạ? Dạ, service, dạ phải special chị. Services. Rất là cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị đã gặp gỡ người sale, người store manager của công ty rồi, và quý vị cũng phải công nhận với Vân Khương là anh Michael Nguyễn là một người rất là phúc hậu và rất là hiền khi mà nói chuyện với quý vị. Cho nên khi quý vị đến thì quý vị cứ đặt những cái yêu cầu của mình hoặc là cứ đặt những cái câu hỏi của mình, thì Vân Khương tin rằng anh Michael Nguyễn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ quý vị tìm được cái chair mà quý vị sẽ yêu thích, cũng như là giúp đỡ cho gia đình của quý vị có những cái phương thức vật lý trị liệu thật đúng cho mọi người trong gia đình. Và thưa quý vị, để mà trước khi kết thúc chương trình thì Vân Khương cũng muốn nhấn mạnh những cái điểm chính mà công ty đang muốn gửi đến cho quý vị. Và đây là 12 điểm chính lận, cho nên Vân Khương cũng muốn anh Michael Nguyễn phần nào giúp Vân Khương nha. Yeah. Đầu tiên là Dr. Weiner được biết là người rất được tin tưởng và tín nhiệm ở trong ngành massage chair, và những cái manufacturer lớn, có nghĩa là những cái công ty làm ghế đều biết đến Dr. Weiner, và Dr. Weiner cũng có hơn 400 video trên YouTube cũng như là những cái báo hàng tháng để mà nói về massage chair của mình cũng như là công ty của Dr. Weiner, có phải vậy không ạ? Dạ phải, monthly newsletter. That's awesome. Yeah. Monthly, 400 YouTube videos. YouTube videos on YouTube. Mấy cái ghế, massage chair. Yeah. Và mỗi tháng thì đều có cái newsletter để mà nói về những feature. Update những của cái industry, massage chair industry. That's good. So we can all be updated. Yeah. Okay, thứ hai là có 90 ngày no hassle return policy, có nghĩa là quý vị có thể mua ghế và trong vòng 90 ngày, có nghĩa là 3 tháng, quý vị vẫn có thể trả ghế lại. Và thường thường thì những cái công ty mà bán ghế thì không có những cái policy này. Tuy nhiên ở công ty Massage Chair Relief thì đây là một cái điều đặc biệt mà công ty muốn dành cho quý vị. Và nếu mà quý vị đang xem truyền hình và muốn mua từ out of state, có nghĩa là không ở trong địa phương Nam Cali, thì khi quý vị muốn trả ghế lại thì công ty sẽ trả cho quý vị một nửa shipping. Quý vị không có cần phải trả tiền shipping quá mắc để mà có thể gửi cái massage chair về khi mà quý vị không có vừa lòng với cái massage chair của mình. Điều thứ ba là free white glove delivery locally. Có nghĩa là khi quý vị đến tiệm để mà mua massage chair thì quý vị sẽ được nhân viên của công ty đem cái massage chair đến tận nhà của quý vị, lắp ráp cho quý vị. Và thậm chí khi mà quý vị chuyển nhà đi nữa, và nếu mà trong gia đình không có người để có thể chuyển cái ghế cho quý vị, tại vì một cái massage chair thì nó rất là nặng, cho nên nếu mà không có người giúp cho quý vị thì công ty cũng sẽ có người đến và rinh cái ghế đó, khiêng cái ghế đó chuyển đến cái chỗ mới cho quý vị. Và đây là một cái service mà Vân Khương nghĩ là rất là hữu dụng cho quý vị nào gia đình chỉ có một vài người mà thôi, và không có một cái sức mạnh, không có nhiều tay đàn ông để có thể giúp quý vị mang cái ghế từ chỗ này qua chỗ khác. Điều thứ tư là công ty có những cái ghế đến từ Nhật 100% đến từ Nhật.
Tuy nhiên nếu quý vị muốn lựa chọn thì cũng có những cái công ty, những cái ghế nó đến từ những cái công ty, những cái nguồn khác như là ở tại Mỹ và ở tại Trung Quốc. Và điều đó là cái điều mà quý vị, tùy quý vị muốn lựa chọn hay không. Và những cái hãng lớn trên thị trường như là Enada và Luraco hiện nay cũng đang có mặt ở tại Massage Chair Therapy. Nên quý vị cứ đến và quý vị có thể hỏi những cái câu hỏi về những cái ghế này và so sánh lựa chọn cho mình, tìm cho mình được một cái ghế tốt nhất. Massage Chair Relief, thưa quý vị. Và điều thứ năm là Lifetime on Labor. Sorry, this is a lot. Lifetime on Labor, every chair you buy from us. Mỗi cái ghế mà quý vị mua về thì sẽ được một cái gần như là một cái lifetime guarantee. Có nghĩa là khi mà quý vị bị hư cái ghế ở chỗ nào thì công ty sẽ gửi người đến, những chuyên viên đến để sửa cái ghế cho quý vị. Kế tiếp là khi quý vị muốn mua ghế thì một cái ghế cỡ từ khoảng 3.000 đến 8.000 đồng. Và quý vị muốn trả chậm, trả dần dần, nếu mà credit line của quý vị được approve thì cái phần interest rate là 0%, có nghĩa là quý vị gần như là không phải trả cái tiền lời để mà mua ghế, mà trả dần dần. Và thưa quý vị, công ty đang có những cái location chỉ 15 phút from Little Saigon, chỉ có cách Little Saigon 15 phút, có nghĩa là rất gần. Quý vị có thể đến showroom và nhìn tận mắt cái ghế và thử cái ghế nữa, thưa quý vị. And Michael, could you explain a little bit about the out of state program pick up, please? Cái out of state program là quý vị từ xa muốn tới Massage Chair Relief ở California, quý vị có thể try out tất cả mấy cái ghế da. Nếu mà quý vị mua trên cái ghế trên 5.000 thì quý vị sẽ được 500 đồng credit to cái purchase đó. Nếu mà quý vị mua dưới 5.000 thì quý vị sẽ được 300 đồng. Chúng tôi sẽ pick up quý vị từ phi trường, chở quý vị lại showroom, dẫn quý vị đi ăn trưa, xong rồi có thể mời quý vị go back to cái showroom lại, xong rồi chở quý vị lại phi trường. Vâng, đây là một cái điều rất là đặc biệt, cho nên là Vân Khương muốn anh Michael phải giải thích đến cho quý vị. Tại vì đây là một cái điều Vân Khương muốn gửi đến cho quý vị khán giả, cũng như là những cái quý vị đang muốn mua massage chair ở xa mà phải bay vô để mà lựa cái massage chair của mình, thì công ty sẽ trả lại 500 credit cho những cái ghế mà quý vị mua nếu mà hơn 5.000. Nếu mà quý vị mua cái ghế dưới 5.000 thì công ty sẽ reimburse và trả lại cho quý vị 300. Và ngoài ra thì khi quý vị đến phi trường thì công ty sẽ có người đi ra đón quý vị về, rồi xong rồi dẫn đi ăn lunch, rồi cho quý vị đến thăm showroom trước khi mà quý vị lựa chọn được cái ghế của mình. Và sau khi mua ghế thì quý vị cũng nhớ là quý vị sẽ được cái phần discount rất là hấp dẫn này nữa. Và thưa quý vị, ở công ty thì ở đây có Dr. Weiner cũng như là anh Michael Nguyễn. Trước khi chương trình này thì anh Michael Nguyễn cũng đã tâm sự với Vân Khương là những cái sale hoặc là khi mà quý vị đến để mà lựa ghế thì no pressure sale, có nghĩa là họ sẽ không ép quý vị mua ghế và không phải là đi coi mà bị ép mua. Nhưng mà khi quý vị đến thì quý vị có thể thử ghế và từ từ lựa chọn cái ghế mà mình yêu thích. Thật sự thì công ty cũng muốn quý vị lựa chọn được cái ghế nào mà có thể dùng thật là dài lâu, chứ không phải là chỉ có mua rồi xong để đó mà không có sử dụng và không hữu ích cho gia đình của quý vị. Và thưa quý vị, còn 3 điều cuối cùng mà Vân Khương muốn nhấn mạnh, đó là khi mà quý vị muốn biết đến công ty Massage Chair Relief thì quý vị có thể search trên internet và những cái reviews thì nó sẽ gửi đến cho quý vị, sẽ làm cho quý vị tin tưởng hơn về công ty. Cũng như là khi quý vị đến showroom thì sẽ có gần 20 mẫu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn. Và 20 mẫu này đến từ 6 nhà máy, nhà sản xuất khác nhau. Và tất cả gần 20 mẫu này nó sẽ nằm ở trong Nam Cali, cho nên quý vị rất là gần thôi, quý vị có thể chạy ra chút xíu và lựa chọn những cái mẫu ghế này. Và cũng nhấn mạnh là họ là những chuyên gia về ghế massage, cho nên là họ biết tất
cả về thị trường ghế massage, cho nên quý vị cần những lời khuyên, quý vị có thể đến Dr. Weiner và anh Michael Nguyễn. Và thưa quý vị, một điều cuối cùng mà Vân Khương muốn chia sẻ đến quý vị đó là những cái massage chair này không có high markup, có nghĩa là mua cái giá vốn của họ rất là gần với giá bán của quý vị, để mà quý vị có thể thoải mái mua về và không có sợ là phải trả quá đắt cho cái món hàng hay là cái phương thức trị liệu mà mình mua về. Và thưa quý vị, đó là 12 điểm chính mà Vân Khương đã sơ lược lại với quý vị. Tuy nhiên, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc thì hãy xin liên lạc anh Michael Nguyễn. Và đến bây giờ thì chương trình Talk Show Thương mại xin tạm dừng tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình thì Vân Khương cũng xin được mời Dr. Weiner cũng như là anh Michael Nguyễn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Well, we are ending the show here. Do you want to say bye to the viewers? Yes, you did wonderful. Thank you. Thank for you. Explaining everything. You should hire me. Yes. Thank you so much for tuning in, and thanks for your time today. Yeah. Cảm ơn quý vị, and cảm ơn chị Vân Khương. Thank you very much. Very good, doctor. Cảm ơn chị Vân Khương rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Talk Show Thương mại, và Vân Khương hy vọng rằng trong những phút ngắn ngủi chúng tôi đã gửi đến cho quý vị những thông tin hữu ích về một phương thức vật lý trị liệu tại nhà, Massage Chair Relief. Và thưa quý vị, Vân Khương xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác của đài truyền hình Vietface TV.